Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ gặp nhau ở tiết lịch sử qua bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Các em cùng mở sách giáo khoa trang 51, 53. Chúng ta cùng nhau học bài nhé. Qua bài học này, các em sẽ biết được lý do tại sao Mỹ ném bom hòng hủy diệt Hà Nội. Thứ hai, tại sao ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc? Và cuối cùng, tại sao chiến thắng này được gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không? Để biết được những câu trả lời này, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu âm mưu của đế quốc Mỹ đối với cuộc chiến tranh với dân tộc chúng ta. Thứ nhất là tình hình của ta và đế quốc Mỹ. Trong những tháng đầu năm 1972, về phía ta thì tiếp tục giành nhiều thắng lợi trên chiến trường miền Nam, nhưng đế quốc Mỹ thì thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam và chúng buộc phải thỏa thuận sẽ ký hiệp định Paris vào tháng 10 năm 1972 để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Và gần đến ngày ký thì Tổng thống Mỹ Nixon đã lật lọng. Ông ra lệnh sử dụng máy bay B-52, máy bay tối tân nhất lúc bấy giờ, ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc. Đây chính là hình ảnh máy bay B-52. Vậy em biết gì về máy bay này? À, máy bay này là loại máy bay ném bom hiện đại nhất thời ấy và được mệnh danh là pháo đài bay. Tại sao nó được gọi là pháo đài bay? Vì nó bay cao trên khoảng 16 km. Pháo sọ cao của ta không bắn được và mang khoảng 100 đến 200 quả bom gấp 40 lần các loại máy bay khác, và ném bom chính xác gây nhiễu trên màn hình radar không thể phát hiện ra. Và đây là một số loại máy bay tối tân khác của Mỹ, như là máy bay F-105 và F-111. Mỹ ném bom hòng hủy diệt Hà Nội vì lý do khi chúng ném bom vào Hà Nội, tức là ném bom vào trung tâm đầu não của ta, hòng buộc chính phủ ta phải ký hiệp định Paris có lợi cho chúng. Vậy qua đó chúng ta có thể thấy rõ âm mưu của đế quốc Mỹ trong việc dùng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội như thế nào? À, đầu tiên chúng ném bom hòng phá hoại hủy diệt Hà Nội, phá hoại trung tâm đầu não của chúng ta, muốn khuất phục nhân dân ta và muốn nắm ưu thế trong việc đàm phán chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Vậy thì một bạn nhắc lại cho cô âm mưu của đế quốc Mỹ trong việc dùng máy bay đánh phá Hà Nội nào? À, chúng ta vừa tìm hiểu được âm mưu của đế quốc Mỹ trong việc dùng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội. Vậy thì trước tình hình đó, nhân dân ta đã không chịu khuất phục, đứng lên đấu tranh và giành thắng lợi. Bây giờ, cô mời các em cùng xem một đoạn phim ngắn để thấy được cái sự đấu tranh, quyết tâm giành thắng lợi của nhân dân ta năm 1972 các em nhé. Hiện nay đã có báo động, đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Những ngày mùa đông 36 năm trước, cả Hà Nội rực lửa với 12 ngày đêm, đất rung, ngói tan, gạch nát. Từ 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, lực lượng không quân Mỹ, chủ yếu là máy bay B-52, đã ném xuống thủ đô Hà Nội hơn 1 vạn tấn bom đạn.
Hà Nội bình tĩnh trước chiến tranh. Người Hà Nội không nao núng sợ hãi. Người Hà Nội kiên cường khẩn trương thực hiện lệnh sơ tán triệt để. Gần 400 ô tô các loại được huy động. Chỉ trong mấy ngày, hơn nửa triệu người đã ra khỏi nội thành trong sự bình tĩnh trật tự. Đồng bào ở các tỉnh xung quanh giang tay đón người Hà Nội với tấm lòng nồng ấm đầy tính nhân văn. Những nhà máy xí nghiệp không thể sơ tán đã được ngụy trang bảo vệ chu đáo. Ở đâu có người, có tài sản, ở đó đều có hầm trú ẩn. Người Hà Nội vẫn điềm tĩnh sống và làm việc, chấp nhận mọi hiểm nguy có thể đến bất ngờ. Các em vừa xem đoạn phim ngắn nói về tình hình nước ta năm 1972, và quân và dân ta đã quyết tâm đứng lên giành đấu tranh thắng lợi. Vậy Mỹ dùng máy bay B-52 ồ ạt ném bom phá hủy Hà Nội và các thành phố khác, và thậm chí chúng còn ném bom cả vào bệnh viện, trường học, khu phố và bến xe. Đây là một góc phố không thiên bị máy bay B-52 tàn phá năm 1972. Đây là hình ảnh trường học ở Hà Nội bị bom Mỹ tàn phá, và hình ảnh bệnh viện Bạch Mai sau khi bị ném bom. Vậy em có suy nghĩ gì về việc máy bay Mỹ ném bom hủy diệt trường học, bệnh viện? Đó chính là những nơi ở đây như là trường học nè, bệnh viện, bến xe, khu phố đều là những nơi tập trung đông người. Việc ném bom vào đó cho ta thấy là đế quốc Mỹ vô cùng thâm hiểm và độc ác. Để thực hiện được dã tâm của mình, chúng sẵn sàng giết cả những người dân vô tội. Trước tình hình đó thì dân quân và dân Hà Nội đã đứng lên đấu tranh và giành được những thắng lợi tiêu biểu như là ta bắn rơi 7 chiếc máy bay B-52, bắt sống 12 phi công Mỹ ngày 21 tháng 12 năm 1972. Ta bắn rơi 18 máy bay, trong đó có 8 máy bay B-52, bắt sống nhiều phi công Mỹ ngày 26 tháng 12. Ta đánh thắng trận cuối cùng, tiêu diệt thêm một chiếc B-52. Và sau 12 ngày đêm chiến đấu, thì quân ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ. Bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52. Và quân dân ta đã giành thắng lợi rất là vẻ vang. Đây là những hình ảnh tiêu biểu cho những thắng lợi của dân dân ta. Hình ảnh đây là hình ảnh xác máy bay địch và chúng ta bắt sống được phi công Mỹ. Và nữ du kích ngoại thành bắn rơi máy bay địch. Trong trận chiến này còn rất nhiều anh hùng không quân của Việt Nam đã được rèn luyện trong trận chiến, như là anh hùng Phạm Tuân, phi công Vũ Xuân Thiều. Vậy tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không? Vì đây là chiến thắng phòng không anh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, cũng là thất bại nặng nề lớn nhất trong lịch sử không quân của Mỹ. Và do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này mà dân dân ta và dư luận thế giới gọi đây là trận Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đã góp phần quyết định trong việc kết thúc chiến tranh bộc phát Hiệp định Geneva. Chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, buộc Mỹ ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Và chiến thắng này sống với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đó là đều buộc kẻ xâm lược phải chấp nhận thất bại hoàn toàn trên chiến trường và đi đến ký hiệp định hòa bình chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Và cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của Mỹ bị đập tan. Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mỹ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc,
Chiến thắng này được dư luận thế giới gọi là trận Điện Biên Phủ trên không. Vậy thì chiến thắng Điện Biên Phủ trên không có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta? À, ý nghĩa của chúng ta đó là đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân ta, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Và các em cần ghi nhớ và học thuộc ý nghĩa này nhé. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta nắm được trong suốt 12 ngày đêm, cuối năm 1972, đế quốc Mỹ đã dùng máy bay B-52 ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc. Âm mưu đã khuất phục nhân dân ta, xong quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ trên không. Và để ghi lại tội ác của Mỹ và tiếc thương những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến đó, Hà Nội đã xây dựng tượng đài phố Khâm Thiên và bảo tàng chiến thắng B-52 ở phố Đội Cấn. Và đây chính là đài tưởng niệm nạn nhân và bảo tàng chiến thắng B-52 tại Hà Nội. Và bên cạnh đó thì ngày nay trên các con phố đông đúc ở Hà Nội vẫn còn dư âm các năm lịch sử về trước, một góc Khâm Thiên ở phố Hà Nội ngày hôm nay. À, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong bài lịch sử 24, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Và chúng ta đã trả lời được những câu hỏi lúc đầu, đó là tại sao Mỹ ném bom hòng hủy diệt Hà Nội? Tại sao ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc? Và tại sao chiến tranh này được gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, phải không nào? Vậy thì chúng ta cần ghi nhớ những kiến thức chính trong bài và nhớ về nhà học thuộc phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 53. Xem trước bài 25 lễ ký hiệp định Paris các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em.